Ly ra nhà Hà Hồ và những lần hiểu chuyện đến lạ, đến mẹ còn phải bất ngờ. Máy bay á hả hay là đi tàu đâu rồi? Tàu á? Dạ. Ừ, tôi đi. Một cái nhanh hai bạn không phải. Hai đứa không mẹ luôn. Hai đứa không mẹ luôn. Mẹ mãi thì sao? Mẹ mẹ. Cái nào giống của nhà ông bà nội hả con? Cái đó con nhìn thấy giống ở nhà ông bà nội hả? À, cái đó là cái bơ lạc á. Thế nên mình làm bánh gì nhỉ? Con đang cần quả gì đấy? Con đang cần quả chuối. Quả chuối. Vậy là con làm bánh chuối ăn hả? Con làm cho ai ăn đó? Mẹ ơi, I love you, papa. Trái ngược với cậu em Leon hài hước, có phần tiếu táo, Lisa lại được biết đến với tính cách điềm đạm, nhẹ nhàng. Dù lâu lâu còn có những khoảnh khắc chỉnh lưng em trai, nhưng dù còn nhỏ tuổi nhưng cô bé đã nổi tiếng là đứa trẻ hiểu chuyện, sống tình cảm. Mạng xã hội đã chia sẻ rầm rộ khoảnh khắc tương tác cực đáng yêu giữa Hồ Ngọc Hà và ái nữ. Khi mẹ đi công tác xa về, cả hai chị em ra sân bay đón mẹ, Leon thì náo nhiệt đến mức mẹ phải nhắc nhở là phải nói nhỏ thôi, thì Lisa lại lo mẹ mệt khi phải ôm cả hai đứa. Máy bay á? Hai đứa không mẹ luôn. Hai đứa không mẹ luôn. Mẹ mãi thì sao? Trong lần khác, Hồ Ngọc Hà tận hưởng chuyến du lịch bên con gái và có hành động săn sóc, dịu dàng khi ôm con gái trên thành hồ cho con uống nước dừa. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là bé Lisa đã chủ động nhường mẹ uống nước trước. Sau khi mẹ đã uống rồi, cô bé mới từ tốn cầm ống hút và chậm rãi nhấp từng ngụm. Trước hành động đáng yêu này của ái nữ nhà Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, nhiều người không khỏi cảm thán trước sự hiếu thảo, lễ phép của cô bé. Cùng với đó, nhiều khán giả cũng không quên dành cho Hồ Ngọc Hà lời khen ngợi khi cô có cách dạy con khéo léo, khoa học. Thái, mùa hè mặc áo len, lấy khăn mặt lau hành lang cùng tha. Cảm ơn con. Con lau được nhiều chưa? Đây không phải lần đầu tiên bé Lisa khiến khán giả xúc động khi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Trước đó, trong lần bố mẹ đi công tác, dù được biết đến là nhóc tí điềm tĩnh nhưng cô bé đã không kìm được nước mắt mà òa khóc và liên tục hỏi: "Mẹ Hà đâu rồi? Mẹ Hà ơi!" Ngoài ra, cô bé còn chắc nịch: "Mẹ Hà về em sẽ trói lại, không cho bố mẹ đi đâu hết." Ở một clip khác, nữ hoàng giải trí còn hé lộ phản ứng trái ngược của hai con. Nếu như Lisa khóc không ngừng vì nhớ mẹ thì Leon vẫn hồn nhiên như cô tiên. Không chỉ sống tình cảm mà Lisa còn ra dáng trị. Từ khi cặp sinh đôi còn bé, cô ba nhà Hồ Ngọc Hà khi ăn đều nhớ đến em trai và thay mẹ, tận tình đút đồ ăn cho cậu út ham chơi khiến nhiều người không khỏi suýt xoa. Hà Hồ cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc Lisa chu đáo chăm sóc cho em, còn Leon nhẹ nhàng đón nhận. Xem qua, dân tình không khỏi suýt xoa khen ngợi bộ đôi nhóc tí tình cảm, hiểu chuyện. Rõ ràng so với ngày bé, cặp song sinh này đã khôn lớn hơn nhiều. Chứng kiến sự khôn lớn từng ngày của hai con, Hà Hồ vô cùng hạnh phúc. Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ hoàng giải trí cho hay: "Thật tự hào khi mẹ được các con lựa chọn làm mẹ của Lisa, Leon. Các con cho mẹ thấy một thế hệ mới vô cùng thông minh, hiểu biết và cá tính." Có thể thấy, dù còn nhỏ tuổi nhưng những cử chỉ ân cần đến liệm tim của Lisa nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Bên cạnh Lisa được khen ngợi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà nhiều người còn khen ngợi nữ ca sĩ nuôi dạy con khéo khi hướng dẫn các con giúp đỡ lẫn nhau, sống tình cảm. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.